chưa cần biết được. Nhưng mà bây giờ ta mới tìm ra thị trường ngách bằng rất là nhiều cách khác nhau. Nhưng mà vấn đề là làm sao chúng ta phát hiện ra đây là thị trường này, làm sao ta phát hiện ra đây là thị trường này. Thì Paul đã chỉ cho các anh chị rất nhiều cách. Cái đầu tiên là các anh chị đi vào Kindle để xem trên đấy người ta mua cuốn sách nào nhiều người mua nhất, thì đấy chính là thị trường. Các anh chị hiểu không ạ? Hầu hết chúng ta đang đi bán gì? Bán hoa, bán âm thanh, bán cá, bán thịt. Những cái điều mà thị trường nó không có nhu cầu cao thì làm sao mình kiếm được tiền? Mình về đây vào xem chợ người ta bán cái gì thì mình bán cái đấy. Nó chỉ lý thuyết, nó đơn giản như vậy thôi. Thì tất cả các website mà Paul chỉ cho ta là các website chợ. Ta vào chợ, ta xem mặt hàng nào ngoài chợ bán chạy thì ta sản xuất sản phẩm bán chạy như vậy. Các anh chị có hiểu cách làm không ạ? Và Udemy, Clickbank, Zvizu, Enzine, Article, Magazine, tất cả các website đấy là chợ bán thông tin, hiểu không ạ? Và ở đấy cái gì bán chạy thì ta làm cái đấy. Nhưng mà ta không làm giống như họ, ta chỉ thêm cái nick là cái ngách nào mà nó bán chạy thì ta làm. Ví dụ lĩnh vực thể thao, trong thể thao nó có lĩnh vực yoga, được chưa ạ? Nhưng ta có làm giống họ không? Không, ta đem cái kết hợp nhiều cái tên gọi sản phẩm vào với nhau để tạo ra một thứ độc đáo mới. Ví dụ như giảm cân kết hợp với yoga thì nó ra giảm cân yoga 10 ngày. Có thế thôi mà. Anh chị hiểu không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị muốn cái sản phẩm gì thì nó phải có kết quả nhanh thì ta nên ạ. Đấy, cho nên cô ấy gắn chữ 10 ngày, 10 giờ đấy chắc là chuyên gia tư vấn, nhưng cô hiểu chắc chắn là thế là ai tư vấn cho cái tên đấy. À, thế thôi thì ăn may. Nhưng mà nó đơn giản là thì đến phần title ta nhìn đấy thì nó sẽ có cái phần title là 10 cái gì cũng nhanh giảm cân trong 10 ngày là thích. Thì ta phải kết hợp một vài sản phẩm vào cộng với tài năng của ta trong cái khóa học ở phần đuôi của khóa học lập trình và bệnh. Các anh chị có nhớ phần này không? Tài năng của ta kết hợp cùng với đối tượng thì nó tạo nên cái thứ mới. Ví dụ như này, giảm cân là cái bí quyết của ta, yoga giảm cân là bí quyết của ta, cộng với gì ạ? Thị trường mục tiêu là ai ạ? Có cái tất nhiên khách hàng rồi, nhưng mà ví dụ người béo, ví dụ như ai là béo? Phụ nữ, phụ nữ nào béo? Sau sinh đúng không? Cho nên là yoga giảm cân dành cho chị em sau sinh. Đấy, phụ nữ sau sinh, cho phụ nữ sau sinh dưới 30 tuổi. Cho mình mai mình làm khóa và cho phụ nữ sau sinh trên 30 tuổi. Như vậy mình tạo ra những cái niche khác nhau và ở đó không có đối thủ. Đối thủ nó chỉ làm yoga thôi. Cho nên ta làm là yoga giảm cân. Đối thủ làm yoga giảm cân trong 10 ngày, ta làm lại cái yoga giảm cân cho phụ nữ. Thì mình phải nghiên cứu và tìm cho cái nick đấy. Thì cái đối tượng nào mà được nhiều nhất thì ta làm. Ta không làm cả cái miếng bánh, ta làm miếng nhỏ thôi. Nhưng mà nó to, ta là trở thành con cá. Cá lớn trong, cá lớn trong ao nhỏ. Mình tìm cái ao thật nhỏ, mình đi vào trong đấy thì mình thắng. Đấy là cái chiến lược mà Paul sử dụng trong tìm kiếm sản phẩm. Tất cả các trang web đấy các anh chị nên lướt qua hàng ngày. Đối với tôi là lướt qua hàng ngày. Tôi có một thói quen là hàng ngày tôi xem cuốn sách nào đang bán chạy nhất ở trên Kindle, cuốn sách nào hôm nay đang giảm giá. Cũng tương tự như vậy trên quay phim được không, chụp ảnh rồi đang quay phim. Ai đang chiếu cả cái đèn flash ở mắt tôi. Ông mở được quay phim nhưng ông ấy quay mẹ sang cạnh ông nhìn ra thằng nào đang quay phim không, trong khi ông đang giơ máy quay phim mặt tôi. Nhiều lúc vách tỉnh lắm. Đừng đùa thầy chùa, thầy chùa trông thôi, nhưng mà năng lượng lại quá bé, thầy chùa kiểm soát bảo không quay phim thì có nghĩa không? Đừng quay phim nữa. Có người nào đấy thì bán cái khóa 30 tuyệt chiêu của tôi, nó quá kinh. Ai đã học cái khóa 30 tuyệt chiêu của tôi rồi? 30 tuyệt chiêu tăng doanh số ấy, tôi cao tay này. À, hôm nay mình đã kiếm được mớ rồi. Ai chưa học cái khóa đấy, cho tay này. À, bước này gọi là bước gì đấy? Đo lường thị trường. Rồi, kiểu gì mình mua khóa học này không thoát được. Thì sao khóa này phải mua? Tại sao phải mua chị biết không? Vì sao nó phải mua? Không mua tại sao phải mua cái đó? Tất nhiên là tăng doanh số tăng thế nào này? Nhưng mà không. Hả? Có hay không nhá? Có hay không? Có hay bởi vì sao lại phải bán hay? Tại sao hay mà rẻ không? Rẻ hơn? Ai thấy nó rẻ ra đây? Trời, quá rẻ luôn. Quá hay, quá rẻ. Nhưng tại sao lại bán, lại tạo ra một quá hay và quá rẻ ạ? Đúng rồi. Nó là sản phẩm đầu tiên đưa lên mạng. Cho nên nó phải hay, nó phải rẻ để mình có tên tuổi trên mạng đó. Nhiều người chưa bao giờ biết mình ở trên online cả. Cho nên là mình phải đưa sản phẩm, mình chỉ biết offline với nhau này thôi. Online các cấu chưa biết, mình phải tạo ra sản phẩm, sản phẩm rất hay. Cho nên cái việc của ta là làm gì với nó ạ? Nếu mà nó hay, nó rẻ, ta làm gì với nó ạ? Ta làm gì ạ? Ta làm gì?
nó không nói gì cũng được. Nhưng mà nếu các ông không biết được cục bán nào không? Nó phải hay, các ông phải biết nó hay như nào. Cho nên là đầu tiên thì các ông phải xem nó khoảng độ 2 tiếng gì đó. Khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng rưỡi. Cực hay luôn. Quá tôi cực thích. Các ông biết nó hay đến mức nào không? Nó hay đến mức mà ngày nào tôi